Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé, chào toàn thể các bác. Hiện tại thì bên em đang tiếp một bác khách hàng. Vừa rồi thì đã kiểm tra chất lượng âm thanh của con sản phẩm Omni 506 rồi nhé. Bây giờ thì đang kiểm tra về nội thất nữa. Những dòng Omni 506 này thì thật sự các bác lô sản phẩm này rất là đẹp luôn và đưa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là hay các bác nhé. Bác nào mà đang quan tâm về những mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ hoặc là đến tận cửa hàng của Hoàng Hào Audio nha. Mức giá đang giao bán là 4 triệu đồng các bác nhé. Một trong những dòng Omni 506 đưa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là hay. IC5195P anh nhìn kỹ và chữ IC5195P này. Tất cả thì đều cắt góc đĩa đỏ nhé. Cắt góc đĩa đỏ này. Ở trong đây cũng vậy. Đây là vỉ vang. Đây là công suất mạch sò đây. Sò sang kia. Sò 2V này. Chuẩn chi là ok. Và là thì anh yên tâm rồi. Mà lô này được cái nó mới. Không hàng kia thì không có tới nhưng mà hàng chung, nói chung hàng chung này nó cũng vừa tiền vừa phải mà đưa ra cái chất lượng thành tốt. Đấy nó ghi là Made in Korea thôi nhưng không phải đâu nhé anh nhé. Nó chỗ này cũng gọi là ấy thôi. Qua mắt. Cái quan trọng nhất là nhân linh kiện nó nhập từ bên ý về. Đúng rồi. Lắp ráp cũng như Samsung. Đúng rồi anh ạ. iPhone hoặc là Trung Quốc. Samsung bây giờ lắp ở Việt Nam chứ. Ý là Samsung lắp Việt Nam công thương hiệu thì Hàn Quốc. Đúng rồi, thương hiệu Hàn Quốc. Chất lượng thì cứ 1910 là được, 1810 là được. Còn này là cái thì hình thức nó mới, nó cũng đẹp. Nó này thì nó đẹp. Rồi về đúng nó đẹp. Ừ. Tưởng nó có một màu, loại màu được không? Có nghĩa là nó một loại màu nhưng mà có nghĩa là có cái con nó bị xước, có con thì nó bị han gì anh. Về bên em cũng phải vệ sinh lại.